Xin kính chào quý vị đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một chàng sinh viên năm thứ ba đại học, từng là nam người mẫu nổi tiếng tại một câu lạc bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta đã từng gây ra một chuyện động trời, chỉ vì mẹ người yêu cấm cản, anh cùng người yêu chọn cách dại dột quyên sinh. Ra tay lấy mạng người yêu xong, đến lượt mình thì anh được cứu sống. Anh chàng bị kết án tù chung thân, tưởng như một cuộc đời tội lỗi đầy bi kịch đã khép lại. Nhưng một cô gái đã từng thầm yêu anh từ lâu, ngồi cuối phiên tòa giấu giọt nước mắt khóc nghẹn. Cô đã tình nguyện đến thăm nuôi anh trong trại giam, chăm sóc bố mẹ anh. Cảm động trước tấm chân tình của cô gái, anh đã ngỏ lời. Và một đám cưới kỳ lạ có 102 đã diễn ra trong tù, xúc động và kịch tính còn hơn cả điện ảnh. Chính sức mạnh tình yêu của cô gái ấy đã hồi sinh cuộc đời anh và sinh cho anh chàng hai đứa con đẹp như trong tranh. Chi tiết nội dung của câu chuyện đám cưới trong tù này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Nguyễn Hà Tân sinh năm 1976 là con trưởng trong gia đình trí thức ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ba anh quyết định rời nhà đến thành phố Hồ Chí Minh. Tân thi đậu vào trường du lịch, đẹp trai như tài tử điện ảnh, sẵn gia đình khá giả và được cưng chiều. Tân muốn gì được đó. Hàng chục cô gái trẻ đẹp sẵn sàng lao vào Tân như con thiêu thần. Tân tận hưởng cái cảm giác mình là ngôi sao, cho đến khi anh gặp Thục Anh, con gái rượu của một nghệ sĩ nổi tiếng. Thục Anh đẹp như thiên thần, sống mũi cao, mang nét đẹp cổ điển của phụ nữ châu Âu. Ngay ngày đầu tiên gặp cô, Hà Tân đã yêu ngây dại. Lúc này, Tân đang là phó chủ nhiệm câu lạc bộ người mẫu Bến Thành. Thục Anh là học viên mới và anh được phân công kèm cặp cô học viên xinh đẹp này. Yêu cô, Hà Tân biến thành con người khác. Anh từ chối những mối quan hệ qua tay, từ chối cả những lần săn đón của nhiều cô gái khác. Thục Anh cũng yêu Hà Tân nhiều như thế. Hơn một năm trôi qua, cả hai tính đến chuyện kết hôn. Nhưng chuyện đời mấy ai ngờ. Trong một lần đi ăn với mẹ người yêu, không hiểu giữa họ nảy sinh mâu thuẫn gì, mà khi về đến nhà, mẹ Thục Anh quyết định cấm con gái mình quan hệ với Hà Tân. Không được yêu đương công khai, cả hai chuyển sang hẹn hò lén lút. Thục Anh ra đường là mẹ mình cử người theo dõi giám sát. Cứ thậm thụt như vậy gần một năm trời, Hà Tân cảm thấy bế tắc, cùng quẫn. Cả hai từng tính bỏ nhà trốn đi hoặc cùng nhau quyên sinh. Thục Anh nói với Hà Tân rằng nếu mẹ cô biết cô còn quan hệ với anh, mẹ sẽ không muốn sống trên đời này nữa. Rằng chỉ có sang thế giới bên kia mới khiến Thục Anh cảm thấy nhẹ nhàng. Đã hơn một lần cả hai muốn ra đi cùng nhau. Ngày 15 tháng 3 năm 1999, Hà Tân đi làm về nhà sớm thì nhận được bức thư của Thục Anh. Cô viết rằng cô đang tuyệt vọng, cần ra đi vĩnh viễn vì áp lực của cuộc tình không lối thoát, khiến cô kiệt quệ về tinh thần. Đọc thư của người yêu xong, Tân không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc sẽ cùng người yêu quyên sinh. Với ngay hung khí sắc chuyên dùng để thái rau quả trên kệ bếp, Hà Tân lấy xe chạy một mạch đến hội chợ triển lãm trên đường Hoàng Văn Thụ, nơi Thục Anh đang tập chương trình để tối biểu diễn. Gặp Thục Anh ở hội chợ triển lãm, Tân đưa vật sắc cho người yêu và nhắc lại lời thỉnh cầu của cô. Thục Anh bảo với Hà Tân là hãy để cô tự làm. Tân lạnh lùng đáp, anh là thanh niên, anh có sức khỏe hơn em. Dứt lời, Tân dùng vật sắc nhọn tác động liên tiếp vào người Thục Anh. Hàng trăm người bàng hoàng, sửng sốt, sợ hãi. Khi Thục Anh ngã xuống, Hà Tân quay mũi sắc nhọn của hung khí, dùng hết sức tác động vào người mình, tổng cộng 8 nhát. Cả hai được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng Thục Anh đã qua đời. Còn Hà Tân sau 3 lần dùng máy giật tim mới trở về từ cõi tử. Sau thời gian ở bệnh viện chữa trị, Tân bị công an di lý sang trại giam Chí Hòa, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa tuyên án Hà Tân mức chung thân, đó là cái giá anh phải trả cho lỗi lầm của mình. Câu nói cuối mà Hà Tân nói trước tòa là xin phép gia đình Thục Anh cho anh xem Thục Anh như vợ mình. Cái thời nhà văn hóa Bến Thành tuyển lớp thời trang, thiếu nữ Kim Quyên năm đó vừa 16 tuổi, xin đăng ký làm học viên. Hà Tân được phân công kèm cặp học viên mới này. Kim Quyên yêu Hà Tân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên trong mắt Hà Tân chỉ có mỗi Thục Anh. Rồi bẵng đi nhiều năm, mối tình đơn phương của Quyên vẫn vậy. Ngay cả khi Hà Tân gây án rồi bị tuyên phạt mức án chung thân. Ngày tòa tuyên án Hà Tân, Kim Quyên ngồi nơi hàng ghế cuối lặng lẽ khóc. Hà Tân chuyển trại, hoảng loạn với nỗi cô đơn sau song sắt. Tân năn nỉ cha mẹ mình thuê người viết thư tâm sự với anh để anh đỡ cô đơn. Biết chuyện, Kim Quyên tình nguyện đều đặn viết thư cho Tân. Tân nói những bức thư của Kim Quyên bao giờ cũng để kết thúc mở
không có đoạn cuối, như là sự chờ đợi anh điền vào đó đoạn kết. Rồi Kim Quyên xin gia đình Hà Tân cho phép cô được vào thăm anh. Lần đầu tiên gặp nhau, trong ký ức của Hà Tân, hình ảnh Quyên khá nhạt nhòa, vì có bao giờ anh để ý đến cô học trò ngày xưa đâu. Cho đến tháng 3 năm 2003, khi Kim Quyên vào thăm anh cùng gia đình, Hà Tân chỉ lặng lẽ nói, anh cần em. Nói gần như là cầu may, bởi lẽ mấy ai ở trong hoàn cảnh của Hà Tân mà dám mong có người yêu mình. Nghe Tân nói, Kim Quyên không đáp lại lời nào. Về lại thành phố Hồ Chí Minh, Quyên bắt đầu tiếp xúc với gia đình Hà Tân nhiều hơn, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Dĩ nhiên gia đình anh nhanh chóng chấp nhận người con gái hết lòng yêu thương con trai mình. Quyên tốt nghiệp đại học kinh tế, lại là con cả trong nhà. Có bậc cha mẹ nào lại muốn con mình yêu một người tù có tội danh lấy mạng người. Vậy mà Kim Quyên vẫn thuyết phục được cả gia đình mình. Đó là một chặng đường dài mà chỉ có tình yêu mãnh liệt mới giúp Quyên làm được chuyện đó. Sau hơn nửa năm kể từ ngày Hà Tân nói với Kim Quyên câu anh cần em, một bữa cơm đạm bạc được tổ chức ngay trong phòng thăm phạm nhân của trại giam để hai gia đình chứng kiến lễ cưới đặc biệt của Tân và Quyên. Thương mối tình của cô gái này, các cán bộ trại giam cho phép Hà Tân thay áo phạm nhân bằng áo sơ mi, nhanh chóng chụp bức ảnh gọi là ảnh cưới. Thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi gọi là động phòng. Vậy là Hà Tân và Kim Quyên thành chồng thành vợ. Một đám cưới khác được tổ chức tại nhà hàng ra mắt gia đình hai bên. Nhưng chú rể lại là Hà Tiến, em trai Hà Tân. Anh Tiến đóng giả anh trai mình để gia đình Kim Quyên không phải khó xử trước bà con dòng họ. Một ngày cuối tháng 3 năm 2004, trong lần lên thăm nuôi chồng, Kim Quyên báo với Hà Tân rằng mình có thai. Không ai có thể hiểu hết niềm vui của Hà Tân lẫn gia đình anh. Trong hoàn cảnh ấy, chưa bao giờ Hà Tân dám nghĩ đến chuyện mình có vợ, chứ đừng nói là có con. Con gái Nguyễn Hồng Ân ra đời như sự kỳ diệu của cuộc đời dành cho Hà Tân và Kim Quyên. Rồi những lần gần gũi ngắn ngủi kế tiếp, năm 2006, con trai Khánh Toàn ra đời trong niềm phấn khích tột độ của gia đình Tân và bản thân anh. Tân trải lòng rằng mình như được tái sinh lần nữa từ khi có con gái Hồng Ân ra đời. Gần như anh không còn biết đau đớn hay tức giận nữa, mà chỉ đau đáu ngày được trở về để dạy dỗ con mình, để chăm sóc Kim Quyên, để báo hiếu với cha mẹ. Bỏ lại sau lưng những ngày tuyệt vọng vì nghĩ đời mình lâm vào ngõ cụt, Hà Tân học cách tin yêu cuộc sống dù anh vẫn rất sợ bóng đêm. Được trả tự do vào đầu tháng 9 năm 2013, Hà Tân đã tìm được công việc làm là quản lý cho một quán bar tại Dầu Dây, Đồng Nai. Mỗi chủ nhật, chị Nguyễn Thị Kim Quyên, vợ anh, lại đón xe từ Sài Gòn lên Đồng Nai thăm chồng. Dù tối qua ngủ muộn đến thế nào, mệt đến thế nào, bao giờ anh cũng dậy từ rất sớm để đón vợ. Họ là nhân vật chính của một câu chuyện tình kỳ lạ gắn với bản án chấn động giới giải trí và dư luận một thời. Ở người đàn ông này, dấu vết người mẫu vẫn phảng phất ở cái dáng rong ròng cao, đôi mắt sáng, cặp lông mày rậm và đường sống mũi thẳng tắp. Chỉ có khác ở nét ưu tư trên gương mặt góc cạnh nam tính và những vết chai trong lòng bàn tay. Một năm làm người tự do, hòa nhập lại với xã hội, Hà Tân nói anh vẫn còn mang cảm giác trông chênh. Trông chênh bởi ngày về của anh thật chẳng giống ai. Đó là anh đột ngột trở thành chồng, rồi làm cha của hai đứa con đã lớn phồng phào. Hà Tân bây giờ là trụ cột của cha mẹ già, vợ con đề huề, trong khi anh tay trắng mà tuổi tác thì đã ở con dốc cuối 40. 15 năm trong tù, từ một gã tuyệt vọng tận cùng, chán sống đến mức mấy lần thách thức bạn tù ra tay lấy mạng mình. Chỉ khi tình yêu của Kim Quyên chạm đến, anh bỗng được hồi sinh. Một con đường duy nhất anh vạch ra cho mình, cải tạo thật tốt. Sau 10 năm cật lực cải tạo, Hà Tân từ một công tử ăn trắng mặc trơn được giao cho nhiệm vụ chăn nuôi bầy heo và đàn gà sao của trại. Anh còn tổ chức văn nghệ, thi đá bóng, dựng chuyện như phim, kể cho bạn tù khuây khỏa, viết sách, dạy nấu ăn. Nhưng đó là việc của ban ngày, đêm về mới thật là kinh khủng. Gần 6.000 đêm là quá đủ cho nỗi day dứt và ăn năn về hành động dồ dại năm nào. Hà Tân chia sẻ, ai ở tù thì mới hiểu một điều đơn giản mà tôi đã nghiệm ra. Đó là chỉ có chính tội lỗi của mình mới đủ sức khiến mình thành tâm chấp nhận tù đày. Khi được hỏi Kim Quyên có phải là may mắn trong cuộc đời anh hay không, Hà Tân nói ngay, phải nói vợ tôi là phép màu dành cho tôi mới đúng. Đến nỗi lần đầu nhận lá thư động viên chân thành của Kim Quyên, anh cứ tưởng bố mẹ mình thuê người viết thư an ủi mình.
ngày bố báo vợ mình có bầu, anh rụng rời chân tay. Nhìn ảnh con gái, anh sung sướng khóc như đứa trẻ. Từng sống sát bên một dãy tử tù, chứng kiến những cơn khủng hoảng của họ khi về đêm, thấy mình bước qua họ chỉ một bước chân mà đã trở thành ranh giới sinh tử. Vậy nên Hà Tân nói, ngoài hạnh phúc có thật là gia đình, thì đối với anh, từ lâu mọi thứ khác đều là phù du, kể cả thế giới người mẫu mà một thời anh đã từng vụt sáng. Có những thời điểm khủng hoảng nhất trong gia đình, mẹ như người mất trí khi anh bị bắt và bị tuyên án chung thân, khi em trai đột ngột qua đời, bố vì buồn đau mà đột quỵ, hoặc vợ hai lần mang nặng đẻ đau, đều vắng anh, nay anh ra sức bù đắp. Một năm qua, Hà Tân đã đón thêm giao thừa sum họp đầu tiên với bố mẹ và vợ con, sau mười mấy năm gia đình ăn Tết hiu quạnh. Anh trả lại cho Kim Quyên những ngày mặn nồng chồng vợ. Anh trả lại cho hai con nỗi tự hào về người cha, để chúng không phải nói dối bố con đi công tác hay bố con đi du học mỗi khi có người hỏi đến bố mình. Anh đưa đón hai con đi học, anh gỡ rối cảm xúc tuổi mới lớn cho con gái Hồng Ân, anh rèn cho Khánh Toàn cách ngồi học đúng tư thế. Hà Tân làm việc ở quán bar, tiếng là quản lý, nhưng đối xử với toàn bộ nhân viên của quán như anh em ruột già. Bởi anh thương những con người tứ xứ cùng về đây, cùng cực nhọc kiếm chén cơm manh áo. Mọi khâu do anh giám sát, vì vậy đều được mọi người đồng lòng làm tốt. Anh nói, tôi bây giờ khởi nghiệp không khác một sinh viên ngành du lịch năm thứ ba như trước khi tôi chịu án. Có ai như Kim Quyên, người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi mắt to, đượm buồn và đôi môi đầy ấy, đã không tìm chồng ở chốn ba quân mà lại lao vào nhà tù lấy chồng. Đổi lại chọn lựa là sự cô đơn đàng đẵng buộc phải lấy chờ đợi làm hạnh phúc. Ông Nguyễn Văn Tấn, bố của Hà Tân, từng xúc động bật ra câu cảm thán: tôi nghĩ con dâu tôi cũng như hầu hết phụ nữ Việt Nam đều có một hòn vọng phu ở trong cốt cách và tâm hồn. Trong hơn 10 năm chờ đợi Hà Tân, chị gánh vác cả giang sơn nhà anh, từ làm nội trợ, nuôi dạy hai con, chăm lo sức khỏe bố mẹ chồng, đi thăm nuôi chồng hàng tháng, đến quản lý việc buôn bán của nhà chồng. Chị chỉ tạm thu xếp được công việc nhà chồng để đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu thực phẩm của anh gần một năm nay. Chị lấy chồng hơn 10 năm, nhưng chỉ mới sống đời sống vợ chồng vài tháng ngắn ngủi. Bây giờ lại tiếp tục xa cách và hẹn hò với chồng giống hệt tình nhân. Chỉ có ai trông thấy chị mộc mạc khi ở trong nhà chồng, giản dị khi đến công ty, nhưng lại trang điểm rạng rỡ thế nào cho mỗi chuyến đi thăm chồng, sẽ hiểu người phụ nữ này chỉ muốn đẹp nhất trong mắt người đàn ông của mình. Chỉ có ai chứng kiến ánh mắt tha thiết rạng ngời, chị lặng lẽ ngắm Hà Tân, sự chăm lo cho miếng ăn tấm áo của anh tại nhà trọ, vẻ thẹn thùng khi bị chồng trêu đùa, mới thấy tình yêu của chị dường như chưa từng già đi, trái tim không chịu già đi. Với chị dường như chỉ cần tình yêu và được yêu đã là quá đủ, không có chỗ cho sự so đo thiệt hơn về phần mình. Thưa quý vị, tình yêu thương luôn có sức mạnh không ngờ, là liều thuốc tuyệt vời giúp con người ta vượt qua nghịch cảnh. Vì tình yêu đích thực ấy cứu rỗi linh hồn đã mất trong tuyệt vọng, xóa tan màn đêm u tối để Tân biến đổi thành một con người mới. Câu chuyện tình đẹp của nam người mẫu và cô gái tên Quyên thật cảm động. Lỗi lầm cũng đã được thứ tha. Điều kỳ diệu chỉ đến cho những ai luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng bản thân và yêu thương nhiều hơn để hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy comment để bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề này. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những thông tin sự việc với những bài học kinh nghiệm hữu ích. Xin kính chào và hẹn gặp lại!